Sữa rửa mặt Innisfree là thương hiệu mỹ phẩm đình đám tại Hàn Quốc, nơi có nền công nghiệp làm đẹp phát triển vượt trội. Nên chính vì thế mà được rất nhiều chị em tin tưởng và lựa chọn dòng sản phẩm này. Sữa rửa mặt Innisfree hiện nay được ra mắt với rất nhiều loại, mỗi loại có những công dụng riêng biệt phù hợp cho từng loại da. Đặc biệt sữa rửa mặt Innisfree cho núi lửa là trong những dòng sữa rửa mặt của nhà Innisfree được chị em săn đón nhất hiện nay. Hãy cùng xem hết video này để biết thêm nhiều công dụng nổi bật của sản phẩm đình đám này nhé. Bên mình là shop bán hàng nên có được cực kỳ nhiều thông tin phản hồi từ khách hàng, nên bên mình sẽ biết và tư vấn chính xác là bạn nên dùng sản phẩm nào sẽ phù hợp với da của bạn hơn, để bạn không tốn tiền mua thử hết sản phẩm này sang sản phẩm khác. Bên dưới mô tả video này có số điện thoại Zalo của shop, bạn nào cần tư vấn thì liên hệ nhé. Và dưới phần mô tả, shop mình cũng có để link video phân biệt hàng thật giả, để những bạn nào cần mua kem, biết cách phân biệt kem giả để không bị người ta lừa mất tiền nhé. Sữa rửa mặt Innisfree cho núi lửa chính hãng có thành phần chính là từ cho núi lửa với tinh chất than hoạt tính giúp làm sạch sâu lỗ chân lông, giải quyết tình trạng mụn ẩn, mụn đầu đen. Với thành phần từ tự nhiên, sản phẩm phù hợp với mọi loại da, đặc biệt dành cho người da dầu và da thường. Bên cạnh đó, sữa rửa mặt Innisfree cho núi lửa còn có những ưu điểm nổi bật như là làm sạch sâu rất hiệu quả. Vì bởi thành phần chính của sữa rửa mặt này là từ than hoạt tính, cũng nhờ đó mà giúp làm giảm tình trạng mụn ẩn, mụn đầu đen hiệu quả. Hơn nữa sản phẩm có mùi thơm dịu nhẹ của các nguyên liệu tự nhiên, an toàn và lành tính cho mọi loại da. Hiện nay sữa rửa mặt Innisfree cho núi lửa, chính hãng có giá thành bình dân chỉ khoảng 170.000 đồng, nên phù hợp với nhu cầu của nhiều người, không còn lo nghĩ lựa chọn dòng sữa rửa mặt nào mà vừa rẻ vừa hiệu quả nữa nhé. Sữa rửa mặt Innisfree hiệu quả tốt, nên bị làm giả nhiều. Bạn nên mua hàng ở những shop uy tín, bằng cách xem shop đó có nhiều khách mua hàng không, shop đó có được khách hàng đánh giá và nói tốt về sản phẩm hay không. Đặc biệt là bạn nên tìm mua ở những shop bán hàng có tâm, họ tư vấn kỹ cho bạn, xem bạn có dùng được không, chứ không phải bán vì tiền thì sẽ yên tâm hơn. Bên shop mình cũng có bán sữa rửa mặt Innisfree hàng chính hãng. Shop mình cho bạn kiểm tra hàng trước khi nhận, để đảm bảo bạn không bao giờ bị lừa mua phải hàng giả. Bạn có thể nhắn vào Zalo bên dưới để được nhân viên tư vấn kỹ cho bạn nhé.